Thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây linh sam rừng Rinh Ninh Thuận nhà mình nha. Cây này siêu lỗ luôn, lũ thép âm thân nhà mình nha. Đây, lũ thép này rất là đã luôn nha mình, rất là mướt mắt luôn. Cái số số gần lũ nhìn rất là đã luôn. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nha nhà mình. Cây này có mã số là 963, có số đo hoành gốc là 22 nha mình nha. Cây cao tới cái đầu lũa là 90. Cây đang nằm cái chậu tàu lọt lòng là 34 nha. Cây này nhà vườn giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 2,5 triệu bao ship luôn chậu nha. Một cây linh sam rừng Rinh Ninh Thuận, giờ mà cái hàng lũa như thế này rất chi là hiếm luôn nha mình, quá đỉnh nha. Móc đầu luôn, lũa móc luôn. Cây này tên tên cái đỉnh này nha, tên cái đầu nè. Nhà vườn ghép một bo của đao điểm cho mình nha. Đây, liền mạch rồi, ok rồi. Đây, đao điểm nha mình, còn dưới vẫn rinh nha, mạch dưới vẫn rinh, mình xem tham khảo nha. Rồi mã số 963, giao lưu nhanh với nhà mình là 2,5 triệu bao ship luôn chậu nha, cho một cây linh sam Rinh Ninh Thuận siêu lũa luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.